Tàn cuộc vui, 15 dân chơi chẳng được về nhà, họ đứng xếp hàng với nhau rụt rẻ và bẹn lẽn. Và một cách bất đắc dĩ, họ đứng chung với nhau trong một bản tin mà họ cũng là nhân vật chính. Ngày 26 tháng 12 năm 2020, Công an Châu Thành cho biết đang tạm giữ 15 người gồm 9 nữ, 6 nam để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc. Dòng bạc này bị công an bắt quả tang tại nhà ông Tạ Thành Lợi ở ấp Thạnh Hữu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre vào chiều tối ngày 25 tháng 12. Trước đó, đội cảnh sát hình sự công an huyện Châu Thành phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bất ngờ kiểm tra nhà ông Tạ Thành Lợi. Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang một nhóm đông đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. Khi thấy công an, nhóm người này đã bỏ chạy tán loạn, tuy nhiên 15 người, đa số là nữ, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ lập biên bản xử lý. Tại hiện trường, cơ quan công an đã tạm giữ 5 con gà đá, 15 điện thoại, trên 62 triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận là người từ các tỉnh lân cận thuê xe ô tô đến Bến Tre để đánh bạc.